Dạ thì kho lạnh nó không tức là cũng là do có dàn lạnh của nó nhỏ hoặc là cách nhiệt không tốt hoặc là do cái cửa của kho lạnh cái con nó bị hư nó cũng tổn thất nhiệt ra ngoài hoặc là do cái hệ thống lạnh cái máy nén mà để chạy cho kho lạnh nó không hiệu quả nó không đủ tải nó chạy nó cũng kho cái nhiệt độ kho nó không đạt hoặc là do cái kho là lấy hàng ra vô nhiều thì mở cửa ra nhiều thì cái kho nó cũng không đạt độ Rồi. nhờ cái điện bỗng xuống cấp nữa thầy Rồi. với lại vận hành nhiệt độ thấp quá cũng cũng hao năng lượng hao điện thầy. Có nghĩa là nhiệt độ sôi thấp quá đúng không? Như vậy thì đối với kho lạnh mình chạy mình duy trì ở nhiệt độ bao nhiêu? Là khoảng âm 20 tới âm 23 rồi, 23 là cao Nhưng mà trước giờ Khánh có lắp rồi. kho 27. Dạ thì công ty em chạy kho lạnh thường là âm 21, âm 2 là ok nhất rồi. Nhưng mà ví dụ như mình xét chứ, ví dụ như mình xét cái nhiệt độ là bao nhiêu rồi sau đó cộng từ bao nhiêu thì nó chạy lại chứ đúng không? Dạ. Thì xét âm 20 đúng không? Xếp âm 22, 20 là nó coi cũng gần đạt nhất, là âm À, 22, xét âm âm 2 là 22 đạt nhất. để mà nó tăng lên mà âm 20 là nó phải chạy đúng không? Rồi chạy tới âm 22 thì máy dừng đúng không? Như kho lạnh thì chạy 24, 24 nhưng mà cứ để máy nó chạy cho phải, nhưng mà nó âm sâu quá thì mình tắt bớt máy thôi, vẫn để máy nó duy trì. Nó chạy tắt bằng tay à? Dạ đúng rồi, tủ điện ở chỗ có tủ riêng rồi tắt máy rồi tắt bằng tay luôn. Rồi nhiều khi quên bật lại sao? Nó phải canh nhiệt độ của kho này. Ôi, sao nguy hiểm vậy? Chứ không có tự động được hả? Khánh à, đi cái chỗ này Khánh lộn là sao Khánh? Cái chỗ mà duy trì cái nhiệt độ đó là em làm cũng được rồi. Phải Thì không? em thì dạ chị chỉ canh cái kho nó nhiệt độ nó mình chạy máy thôi. Chứ còn chạy bằng tay sao chạy nổi? Rồi nhiều khi quên cái là nhiệt độ nó lên lên không độ luôn sao? Thì nó tan băng hết rồi lúc đó mà đền là ăn tiền tỷ luôn á. Nha, anh lên về em tìm hiểu lại chỗ đó nha. Chứ còn mình duy trì nhiệt độ ở 20 dễ ăn mà. Cho máy nó tự chạy chứ còn lúc đó mà mình tắt lại sau đó mình canh nó lấy rồi mình chạy lại sao được. Vậy là thì máy 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 nó chạy kho là chạy 24, 24. Cái còn nãy kia khi nào mà nó lên tới âm mai em tắt Ý là tại cái lúc mình xả đá thì mình phải chạy thêm máy cho nó kéo cho cho nó hút xuống, chứ mình xả đá mình chạy một máy xả đá là mình phải dùng cái công thức xả đá rồi ý thầy nói dạ là mình duy trì nhiệt độ kìa à nhé. dạ dạ Chứ còn thôi còn thời gian cũng không còn nhiều hay có gì anh em mình xem thêm trong cái slide. Thật ra slide là mình kêu anh em thảo luận vậy thôi để anh em có thời gian học, còn mình có cung cấp cho anh em đầy đủ trong đó. Ngoài ra là có những cái ví dụ của các cái tài liệu ngoài này ngày xưa tài liệu của Đăng Thành nó làm đó là mình đưa vào để anh em tham khảo á, và phân tích hầu như là phân tích từng ý trong đó có hết trơn. Rồi còn cái cuối cùng là liên quan đến máy đá vẩy ha, máy đá vẩy này thì nó cũng là một cái thiết bị lạnh ha, hệ thống lạnh. Như vậy thì nãy giờ mình tìm hiểu qua đây là tất cả đều là thiết bị lạnh hết đó đúng không? Nó chỉ khác mỗi là cái gì anh em biết không? Nó khác mỗi cái dàn bay hơi thôi. Thì cái băng truyền IKF thì dàn bay hơi nó bố trí theo kiểu là dọc dài theo cái băng truyền đó, rồi nó cố định cái đó rồi nó thổi gió vô đúng không? Rồi tủ là đông gió cũng vậy ha. Rồi tủ đông tiếp xúc thì nó làm cái dàn bay hơi theo kiểu là gì các cái tấm
bên trong các cái tấm thì nó làm cái khe, khe là sao nó cho môi chất lạnh đi vô cái khe đó, thấy không? Rồi đến cái kho lạnh thì cũng vậy, cái kho lạnh thì nó cũng giống như mấy kia là nó cho môi chất đi trong các cái ốc, rồi sau đó là nó dùng quạt nó thổi không khí từ quạt qua. Rồi còn đến cái máy đá vẩy, ha, cái máy đá vẩy á, thì chúng ta thấy là gì? À, bây giờ cái vàng vàng lạnh của nó thì nó làm ở cái dạng là một cái hình trụ, đúng không? Hình trụ và bên trong đó có các cái rãnh, phải các rãnh nó cho môi chất lạnh đi vào trong đây. Nha. Rồi còn nước thì được cái bơm từ bên đây bắt đầu nó đi theo ống này và sau đó nó phân phối đi theo cái nhiều cái ống nhỏ khác và nó xối, nó chảy một cái màng mỏng bên trong từ trên xuống. Đấy. Rồi sau đó là gì? Rõ ràng là cái bề mặt này nó lạnh, đúng không? Sau đó thì cái nước nó chảy từ trên xuống thì nó được làm đông. Và sau đó có một cái con dao, nó quay, quay và cứ thế là cái nó cạo cho cái lớp đá nó rơi xuống bên dưới. Thì chúng ta gặp rất là nhiều dạng, đúng không? Nhiều dạng. Tuy nhiên thì rõ ràng đối với thằng này thì nó cũng có những cái đôi khi mình vận hành không đúng chế độ nó ha, thì nó lại tốn điện quá nhiều, điện quá nhiều. Thì trong đó có những cơ hội chẳng hạn như là gì, nhiệt độ sôi, nhiệt độ sôi nó không phù hợp, nó quá thấp thì nó cũng dẫn đến chi phí điện nó cao. Rồi cái thứ hai nữa là gì, cái nước, nước cấp vào để làm đá, nước cấp vào để làm đá mà nhiệt độ nó cao quá thì dĩ nhiên là cái vô đây là cái quá trình mà làm lạnh của nó sẽ lâu hơn, hay là cái công suất sẽ giảm hơn, hay là tốn điện nhiều hơn. Rồi cái thứ ba mà liên quan nữa là gì, anh em nào biết không? Nha, thì cũng giống như là mấy kia là cũng nhiệt độ môi trường xung quanh rồi đó nha. Thì cái đó là nó thuộc về cái hệ thống lạnh là tổng thể rồi nha. Thì với như vậy thì với những kiến thức mà chúng ta học được nha, từ cái buổi hôm nay cộng với những lý thuyết mà đã học trước đó nha, chúng ta phân tích ra. Tương tự bên cạnh cái hệ thống đá vẩy nha, chúng ta có những hệ thống là sản xuất đá cây như vậy nha. Thì chúng ta cũng nhìn nhận nha, cách tương tự như vậy và mình phân tích các cái tình huống ra nha, để làm sao mà có được cái mức tiêu thụ năng lượng là thấp nhất nha. Rồi và đây là cái hình thù mà cái máy đá ha, mà anh em mình biết là thường là hay được lắp đặt trên tàu ha, trên tàu nó gần gần cũng giống như là cái đá vẩy vậy đó ha, nhưng mà nó gọi là cái máy đá tuyết ha, hay là còn gọi là máy đá bò ha, hay là gọi là đá lỏng ha, nhiều cách gọi, tuy nhiên nó tạo ra một cái loại đá mà chúng ta thấy giống như cái đá bào mình thôi ha. Như vậy thì dĩ nhiên là con dao của nó ha, dao của nó là nó mịn hơn cái hình cái dạng giống như răng cưa vậy đó. Đấy, giờ khi nó quay thì nó sẽ nghiền cái đá ra nhỏ ha, và nó chạy cũng vậy, trong quá trình chạy thì nó cũng không đến cái mức mà nó đông đá cứng ha. Cái này thì thường nó hay chạy là nó làm lạnh nước biển ha, làm lạnh nước biển để từ cái nước biển đó nó tạo ra cái đá sệt 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 đó. Thì như vậy thì trên tàu, mà đặc biệt là các cái tàu mà nó ví dụ như tàu câu cá ngừ rồi đi, thì thường là nó cần bảo quản cả đó ha, tươi ha. Và khi mà cái cá mà có chất lượng tốt thì về trong bờ ha, nó mới bán được, ví dụ như loại một ha. Thường loại một nó trên lệch so với loại còn lại ở mức giá rất là lớn, cái loại một và đôi khi có thể xuất khẩu nguyên con được. Rồi trong khi các loại còn lại thì đa số là chỉ bán nội địa hoặc là nó làm các sản phẩm khác. Do đó là nó đầu tư các hệ thống này, dù chi phí nó đội lên rất là cao. Tuy nhiên là các cái tàu mà nó dài càng lắm. Đó là những cái mà chúng ta thấy. Đây cơ hội rất là nhiều các cơ hội khác mà giúp mình giúp chúng ta có được cái những kiến thức rất cơ bản nha. Rồi ok, như vậy thì nãy giờ mình làm việc liên tục nha, không mệt mỏi, không giải lao nha. Đến giờ này thì mình đã kết thúc được cái chương thứ 5, đúng không? Thì rất mong là
chúng ta sẽ duy trì cái gọi là phong độ tập đó cho các cái buổi sau. Như vậy thì ngày mai chúng ta dự kiến là mình sẽ còn một buổi nữa nha, buổi thứ năm chúng ta sẽ